Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình Thành Easy đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục cái series là Plants vs Zombie Garden Warfare 2. Chúng ta sẽ đợi một chút để nó có thể connect tới cái server. Đợi một chút nhé. Và hôm nay thì mình sẽ lựa chọn lấy đi, mình sẽ chọn cho khác biệt đi, mình sẽ chọn team của Zombie. Và mình sẽ thử hết những cái con này. Chúng ta có sao đây, con này có thể biến thành cừu à? Hình như là năng lực của cái bọn plan này có thể có một con nào đấy biến được zombie thành cừu này. Ok, chúng ta đang kết nối vào. Kết nối hơi lâu một tí, bạn đợi một chút nhé. Ok, ra đợi một chút thôi. Hơi lâu ta. Đây rồi, vài rồi. Và chúng ta sẽ switch team thôi. Hôm nay ta sẽ lựa chọn cái team của zombie. Nào. Ok. Ta sẽ đến đây nào và lựa chọn switch team. Và mình sẽ chọn thằng nào đây? Mình sẽ chọn cái thằng này đi. Mình chưa giờ chọn thằng này để kiểu là đi chơi cả. Chúng ta sẽ bắt đầu nào. Zombie, đây. Và ta sẽ check cái mail này xem nào. Mail của cái bọn ấy đây, nhà sản xuất chiếc gì đây. Có những cái event hoặc là cái mấy cái gì đấy. Chúng ta hãy xem hết là xem có được tặng quà kiếc gì không. Không rồi, hình như không có quà kiếc gì rồi. Rồi ok. Xong chưa ta? Xong rồi đấy. Không có cái gì cả. Và chúng ta sẽ đi mình phải thay đổi được cả trang phục của cái thằng này nữa. Đấy vào đây. Ấn vào đây sang phần đấy tùy chỉnh đây. Nhầm rồi, tôi thấy ấn nhầm thành chọn rồi. Ok, ta sẽ chọn vào đây này, lựa chọn ông này, chọn cái này này, đấy cái đầu tiên. Và chúng ta có thể một cái mũ bựa vòn. Ok, mình sẽ chọn cái mũ này đi. Mũ này bựa vãi rồi à, sổ cái mắt nó lòi ra ngoài chứ, xấu vãi cái đấy. Xấu vãi đái thật, thật sự rất là xấu. Ok, mình sẽ quay ông vào đây. Mình sẽ bỏ cái này đi, để bình thường đẹp hơn. Chúng ta sẽ không có dâu này. Cứ biển trẻ đúng không? Để dâu đi nhìn đẹp chất chơi hơn. Rồi ok. Chúng ta sẽ chọn nhân vật này thôi là được rồi. Cái mũ nhìn hơi điêu, thật sự là điêu. Điêu dân cái mũ. Rồi mình sẽ đi làm nhiệm vụ nào. Chúng ta sẽ đến thằng nào ta? Thằng kia. Đúng rồi, vẫn là cái nhiệm vụ cũng tương tự như ở bên Zombie Plan thôi. NE này và nó sẽ nhận nhiệm vụ continue thôi. Cái này không lồng tiếng nhỉ? Start quest này. Chúng ta có Anson. Có một cái nhiệm vụ được 2500 tiền và ta sẽ bắt đầu thôi. Start quest nào. Continue, bắt đầu. Brain. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Cái nhạc này, cái nhạc là huyền thoại của Plants vs Zombie rồi. Cần 3 ngôi sao à? Chúng ta kiếm sao ở đâu ra? Và một số bạn bảo mình mua những cái gói nhỏ nhất ấy thì nó sẽ ra những cái con để chúng ta trồng cây. Ấy chà. Chúng ta phải nói chuyện với thằng Zen. Ok, cái này để thủ thôi. Ê, trời thi thương ngã. Yeah. Zombie thì mình là ấy mà. Chúng ta có những skill khá là lạ. Ok, mình có một skill là ở đấy mình có xem có con plan nào không thì mình sẽ đặt bom và nổ. Chúng ta sẽ đi tìm một số con plan nào để đánh nó nào. Đây là công viên nữa rồi, đây là công viên zombie rồi, làm gì có plan ở đây. Đây rồi, mình sẽ nói chuyện với ông này, ông lão đầu củ hành Gen Smarter. Ông bảo đi tìm cái cửa bí mật à, cửa dẫn đến cái căn phòng bí mật đúng không? Chúng ta cần một cái cuốn cuộn score này. Trước tiên này, hãy mang cái cuốn cuộn về đây. Rất là nhiều nhiệm vụ, nó không như không trùng lập nhau sao ấy. Cái khoảng cách của chúng ta tới cái score này, cho cái thanh đỏ này là khoảng cách rất là xa. À, cái này là nó sẽ không có cái địa điểm mình phải tự đi tìm. Bắt đầu khó đấy, bắt đầu là hardcore đấy. Ý, robot kìa. Được cái gì ta? Sợi, đi kiểu cá nhắc khiến bựa vồn à. Nhìn tao á. Rồi ok, thay đạn, súng đẹp vồn ra. Thằng này rất là đẹp nhá, chất chơi vãi. Chúng ta đang ở bến thuyền, có nhảy luôn không? Yeah. Why?
Đã chết luôn ạ, đã nhảy xuống nước đã bị chết rồi. Phải là nổi thật. Chúng ta đang ở đâu đây ta? Và mình cần phải đi tìm cuốn cái cuốn cuộn. Nhưng mà nó ở đâu ta? Thật sự là khó. Đây là cái ấy rồi. Đây là cái công viên của bọn zombie rồi. Zombie Park. Tàu à? Đây bến tàu à? Có vẻ cái vùng đất này rất là rộng kìa. Ở bên kia ta có một cả vùng đất khác kìa. Ok, ta sẽ đi cẩn thận thôi. Hình như không phải đường thì phải. Đây chắc chắn không phải đường rồi. Đây là có mấy con tàu nát thôi, chúng ta sẽ lên bờ đi. ZZ à. Đây là quân của mình mà, vẫn là quân của mình. Cái gì ta? Bắn nát luôn. Chúng ta sẽ bắn cái gì nhỉ? Bắn bắn tiền này, bắn thìa đĩa các thứ. Không phải thìa mà là con mấy dụng cụ để ăn này. Ở đây cái vạch kia sẽ đang tăng lên rồi. Có nghĩa chúng ta đang ở rất là gần. Kia con zombie kìa. No. Ai một. Điều đánh bom liều chết. Đây đúng đánh bom liều chết. Nhờn này. Rồi. Làm cái gì? Đây có cái bảng gì đây? Rank à? Rank player á? Nó không hoạt động à? Thế quái nào ta? Ok. Chúng ta sẽ tiến lên nào. Có chiêu 2 này. Ý, ra sẽ có con chim. Con chim có thể bắn được. Wow. Bá đạo vồn. Con chim của cướp biển. Ý, nhưng mà hơi khó điều khiển con này. Rồi. Chúng ta có cái fly power đây. Ok, trở về nào chim. Ok. Bắn từ xa rồi đấy. Ui, con này có vẻ bá đạo quá anh em ạ. Đây này, có vẻ... Ui, sợ bắn phát chết luôn chim. Bựa vồn. Thế gọi là cái gì là con chim được. Bắn một phát thôi là chết rồi. Thôi kệ, mình đi tìm cái cuốn sách đi. Cuốn giấy đi. Chúng ta mất quá thời gian rồi. Đại bác. Wow. Đến đây, lên đây. Đến đây. Uầy chà. Phát thương khủng đấy. Bắn được khoảng 5 đến 6 phát thôi. Thế mà chiều rất hồi rất là lâu nhá. Chính là thằng này rất là yếu. Thật sự là yếu ấy. Headshot. Tập bắn luôn. Headshot luôn. Ok, mình vẫn đang đi tìm cuốn giấy. Cuốn giấy vệ sinh. Chạy đâu. Wow. Ôi giời, xong rồi. Ok, thay đạn thôi. Mình cũng cày luôn cấp lên cho mình. Hình như không phải ta đi nhầm hướng rồi. Đây không phải là... À không, đi đúng hướng đấy. Rồi. Nhiệm vụ này khá là khó, nó không có cái địa điểm rõ ràng. Ok, thay đạn nào. Lên nòng. Lắp đạn vào, nó đang lướt qua cái nhà, cái chỗ để xe. Vẫn chưa có hiện tượng gì cả, cái thanh kia nó mới bắt đầu tăng lên thôi. Có khi nó ở trung tâm. Cái này không có map nhở? Mình không có chữ M, không có được map ta. Đấy, nó đang tăng lên rồi. Có nghĩa mình đi ra đúng hướng. Chẳng ở trong nhà nó chăng? What the hell? Ok, chúng ta sẽ có một đường khác này. Đúng rồi. Đúng trong nhà nó rồi. Trời ơi. Ê. Mình đi kiểu gì ta? Chúng ta phải đột nhập vào. Nhiệm vụ này khó khoai vãi. So với nhiệm vụ của bọn Plan thì dễ hơn rất là nhiều. Chomper Pizza kìa. Của cái con đánh trận chiến ấy, con ăn thịt ấy. Hey, khóa cửa luôn rồi nhé. Cái chuồng chuồng ngăn zombie à. Người ta vào kiểu gì ta? Mình vẫn chưa tưởng tượng được. Có mấy cái chậu hoa kìa. Phá hủy nó đi. Wow. No. 3, 2, 1. No này. Bánh xác chưa? Con chomper ạ. Chomper đẹp thế ta. Bắn cái gì? Ăn cái gì? Đây rồi.
Finger Score. Nó trong nhà, mình đảm bảo luôn. Chưa gặp những cái đối thủ rồi đấy. Wow, đơ. Lắp đại pháo. Nhơn này. Ok, lại đây. Xong. Wow, nhiệm vụ này khó khăn quá ta. Wow. Đái rồi, thằng yếu quá. Không ổn rồi, mình bị hạ bởi con. Ui, con này nhìn tởm vậy, khiếp vậy. Hoa hướng dương à? Ok, nhiệm vụ khó khăn quá anh em ạ. Thật sự là khó khăn. Nó đâu ta? Con xương rồng, tao nhìn thế này rồi. Nhé. Rồi, ok. Một đấu một mà mình cũng mất được quá nhiều máu này. Lại thêm một con nữa kìa. Nhiệm vụ khó khăn quá anh em ạ. Rồi ok, chúng ta sẽ tiến lên nào. Chỗ này có zombie này. Không ổn rồi. Cứ càng tiến vào thì... Yeah. Sợ quá. Ôi giời kìa. Sợ chưa? Đang đánh nhau kìa. Thôi. Tranh thủ mình đi tìm cái cuộn giấy thôi. Vãi thật. Nó thủ kinh quá. Không vào được đâu. Không vào được luôn. Ui rồi súng máy. Này vào nào được. Mình phải lấy cắp cái cuộn giấy. Nhưng mà cuộn giấy trong nhà bọn này thì đúng là bất khả xâm phạm rồi. Còn khó hơn cả lên trời đấy. Fin the score. Chúng ta sẽ lách bọn này đi thôi. Mình sẽ đi vòng qua đằng sau xem có được không ta. Kia có cửa kìa. Đấy, nó mở cửa kìa. Nó mở cửa. Mình vào thôi. Tranh thủ. Score đâu? Cuộn giấy đâu ta? Không phải, cuộn giấy không phải trong này. Chắc chắn luôn, mình chắc chắn 100% luôn. Cuộn giấy ở ngoài. Mình bị tấn công rồi. Ok. Chúng ta sẽ đi xem đường này xem. Mình sẽ đi theo đường này. Và cuộn giấy ở đâu ta? Hình như mình đang đến gần cuộn giấy rồi. Nó đang kiểu là tim đang đập ấy. Thình thịch. Mình nhầm ạ, mình tưởng cuộn giấy ở trong nhà. Không phải. Nó ở đâu đấy, quanh đây này. Không, nó ở đây. Không đúng hướng. Đây, nó rất gần đây mà. Mình cảm nhận được là nó rất là gần đây. Ở đâu ta? Hay ở trong cái nhà này? Nó chỗ quái nào ta? Đây này, nó ở đây, đâu đây này? À kia rồi. Nó ở góc tường. Tìm mãi đây rồi. Đây, mình thấy rồi. Tinh dậy rồi. Vậy ra có một kho báu. Yeah. Ui, không phải kho báu đâu. Cái con gì đây? What the hell? À, mình bị đuổi theo con đấy ạ. Wow. Trời ơi, mình còn bị đánh nữa chứ. Con này yếu quá ta. Vãi cả đời, sắp chết rồi. Tôi bị quây một đám lâu nhâu rồi. Đài. Quay, vào đem gì? Nó chạy về kia để được bảo vệ à? Này bựa vãi, mình sẽ hồi máu đã. Nhiệm vụ khó lên trời. Ok, chết rồi, con này khỏe lắm anh em ạ. Cái con cam này rất là khỏe nhá. Mình có nên thay đổi nhân vật không ta? Translator này. Và mình cần một thằng nào nó trâu bò. Để được nhận nhiệm vụ này. Mày nhờn, chúng ta có 190 máu, ta có chiến binh siêu nhân. Cho ai đi tìm cái con kia. Ok. Xoay này, rồi.
Hoa hồng, hoa hồng, hoa hồng. Nó biến mình thành dê kìa. Vãi thật. Trời ơi. Sút, 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 sút. Sút, 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 sút. Tao có chịu xoay này, xoay này, xoay. Xoay này, đánh này, đánh này. Đánh này, ok, Kamizuko. Đông quá. Sao thế mà nó đông bất thường vậy ta? Chạy, 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 hồi máu đã. Rồi rồi, mình nhảy khá là cao. Mình xác định được phương hướng của nó rồi. Cái con kia, nó đang núp luôn một kia kìa. Đang hồi máu đi. Chúng ta sẽ có một chiêu xoay này, một chiêu đạp này. Và một chiêu ra chưởng còn hai tay. Rồi mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Chạy đâu, nó bị vướng à? Nhận, 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 nhận. Đâu, sút, 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 sút. Nhận, nhận, đủ đánh, đánh gần nó, nó khỏe quá anh em ạ. Con này không ổn rồi. Không được rồi. Xoay nào, xoay, 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 xoay. Nó đánh còn khỏe hơn cả mình cơ. Marigold. Cái con kiểu kim cương ấy. Chater này. Mình nghĩ mình nên cần một thằng bắn súng thì hơn. Hơn là một thằng ấy. Thằng All-Star này được không ta? Ok, mình sẽ đổi All-Star xem. Đây, 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 mình thấy rồi. Mình có 200 máu và mình có... Có súng, có súng. Rồi, rồi, rồi. Mình có thể săn được nó. Mình đánh gần con kia. Nó cứng lắm, nó không ăn được. Nhiệm vụ lên khó nhằn luôn đấy. Nóng nòng, nóng nòng. Rồi, rồi, rồi. Quét cái bọn này á. Ok, không cần. Ok, ok. Để lên nào. Cái bọn tép diêu lâu nhâu này. Tránh đường để anh đi săn cái con kim cương kia. Hoa kim cương. Chúng ta sẽ có một chiêu để đặt tường để bảo vệ này. Một chiêu hút tới. Kia rồi, ta thấy mày rồi nhé. Uầy, giết máu, đúng rồi. Đúng nhân vật mình cần rồi. Nói... À, đơ, 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 đơ. Yêu, các con khác thì té ra nhé. Đặt, 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 đặt. Nhờn này, đấm qua này. Rồi, ok. Rơi, 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 rơi ra, rơi ra. Ok, chúng ta đang đánh rất là tốt. Làm rất là tốt. Nhặt vàng đã. Nhặt ít vàng đã. Chạy đâu? Ok. Cái nhiệm vụ này khó nhằn luôn đấy. Thật sự là khó nhằn đấy. Giờ mình để đang nòng nó đấy đã. Mình bắn súng là hơi hơi tệ. Đâu, đâu ra? Ui, nó đơ, là mình đơ, là mình đơ. Nổ đi. Mấy con này. Mình ta. Đây, 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 đâu, nó đâu rồi? Marine Ghost. Vãi nồi thật. Mấy con này cứ đuổi theo mình cơ. Này, đánh cắn đi. Nó cứ trốn nhở. Nó biết nó không đánh được, nó trốn này. Vãi thật. Thành niên trốn à? Trốn đâu? Mày trốn đâu? Mày trốn đâu? Kệ, kệ, kệ. Ném bom. Ném bom, ném bom. Có 9 máu, có 9 máu này. Rồi, bị con kia nó cắn ạ. Bực mình bị bị mấy con củ hành, giống củ hành vãi. Đi spawn thôi. Chúng ta chắc là tốn rất là nhiều tiền đấy, rơi rất là nhiều tiền. Ok. Ở kia con boss kìa. Boss khiếp vãi, nó đánh nhau với con cầm cây cột điện của bên mình. Không biết bao giờ mình mới có điều khiển được con đấy. Chạy đâu? Chạy đâu? Nóng nòng rồi. Mắc khó đấy. Ok, ok, ok. Ok, nổ, xong rồi. Cuối cùng đã xong. Tránh đường cho anh. Ui. Tinh, 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 tinh. Rồi, té, 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 té. Con kia đang nhìn thấy mình rồi. Con cây khổng lồ kìa. Máy quá xong rồi đấy. Zen Master, chúng ta đưa cho ông ta cái cuộn giấy score rồi. Và chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp cái nhiệm vụ tiếp theo của ta là gì. Nhiệm vụ này khó quá anh em ạ. Thật sự là khó. Khó nhằn luôn đấy. Nhưng mà sao mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Ok, chúng ta sẽ nói với Zen
Sunshine. Quest Complete 2500 á? Một cái số tiền mình, một cái số mà mình bỏ ra thì ok, mình sẽ trả nhiệm vụ đằng này đi. Cũng qua một cái nhiệm vụ ấy, khó nhằn đấy rồi. Chúng ta sẽ đến một cái nhiệm vụ 7500 tiền mà ta sẽ làm thôi. Continue. À, mình sẽ cần chọn nhân vật đi. Ok. Ôi trời, trời, mình lại phải ấn nhầm rồi. Mình đáng lẽ phải chấp nhận chứ. Chúng ta sẽ đi tìm cái cánh cửa bí mật đấy thôi. Nào, đi rồi nào. Strength, power, jump boss, need. Ok, nó sẽ đến Sandy Shen. Cái này như kiểu là Kim Giáp Ai Cập ấy. Và ta sẽ làm nào. Thằng này khá là trâu. Mình sẽ chọn thằng này đi. Thằng này rất là trâu bò luôn. Thể loại trâu bò. Không làm không được. Chúng ta sẽ được thả xuống con tàu vũ trụ. Ok. Chúng ta sẽ có 3 cái bia mộ để triệu hồi zombie. Không biết chúng ta có mất, mất cái gì không ta. Mình sẽ chờ con gì ta. Mình cần con gì nó trâu bò một tí. Siêu nhân à, siêu nhân đánh nhau thì cũng được. Con này ý khá yếu này. Shoulder Engineer. Đây mình sẽ triệu hồi thằng này đi. Cho nó giống thôi, tức là mình nên chọn thằng khác cho nó nhìn nó đẹp. Một thằng này này. Một thằng này. Power. Tiếp theo là một con bắn này. Con này có thể hóa được thành robot này. Hai này. Và một con nữa. Mình cần một con đi để hồi máu. Một con tiến sĩ. Rồi, chúng ta sẽ tiến lên nào. Race kìa. Tiến đến cái địa điểm thôi. Wow, quá là đẹp luôn đấy. Thật sự cái đồ họa rất là đẹp. Các bạn để nhìn thấy không? Nước à. Bóng. Đồ họa đem theo kiểu hoạt hình. Nhưng mà rất là hay, lôi cuốn. Cái được thay bằng cây hoa kìa. Rồi ok. Tượng thì thay bằng tượng của zombie kìa. Đây là Ai Cập sao? Pharaoh này. Đây là một cái lăng mộ của Pharaoh. Chúng ta đến đây rồi. Mình cần phải quan sát trước đã. Ok. Cái này nhiệm vụ này nó tương tự như nhiệm vụ thủ thành thôi. Chúng ta sẽ trồng một số cái con zombie này. Con zombie này. Trồng zombie chứ. Phải cả nồi. Nó tương tự như là súng bên đấy thôi. Bên plant thôi. Các thực vật bên plant thôi. Chúng ta bên này là zombie. Chúng ta sẽ thủ thủ bọn plant. Phải cả nồi. Chúng ta cần tính toán. Mình sẽ để hai vị trí này. Một vị trí trước này là đẹp này. Đấy, một vị trí trước này, ba vị trí thôi. Một con này nữa. Tại vì cái này cần mất tiền mua mà. Nó cũng không nào miễn phí cả. Ok, như này có khi là ổn rồi. Khá là ổn rồi đấy. Chúng ta sẽ bảo vệ cái này. Eww. Con gì kia? Con chó à? Con chó hay con gì đấy? Nhìn bị bựa vồn. Ui boss. Ok, cái quay đầu tiên kìa. Đơn giản thôi. Có mấy cây hướng dương với mấy cây ném bom. Nổ. Con này khá là cơ động. Ok, quay một của một con nữa. Xong. Tiến sĩ đã hồi máu mình mà. Chúng ta tìm một team rất là đẹp đấy. Ok. Tiến lên nào, mình sắp lên cấp 2 rồi. Baseball. Con này còn có thể biến thành robot này. Mình rất thích con này ấy, nhưng mà lúc đầu máu nó yếu. Wave 2 này, quest wave 2. Từ bên phải sang, quên từ bên phải sang. Hãy cho tôi, thân lực của tôi nào. Sang bên phải đi. Ok. Ném. Rồi. Tôi sẽ lao lên, đúng rồi. Level 2 luôn. Có mấy con hoa nhìn trông tởm vậy, nhìn sợ vậy. Ok, vẫn đang trụ rất tốt. Hưu, đội đội hưu máu thế nào. Đặt cao xuống. Đúng rồi, con tiến sĩ đang lấy máu kìa. Tốt lắm đấy này, đánh cận chiến này. Quá tuyệt vời. Mình biết ngay mình nên chọn một cái thằng như thế này mà. Ui, nó đấm cho con hoa kìa, khổ thân vãi. Con hoa này khá đẹp. Chết rồi. Wave 3 sẽ bắt đầu trong vòng 0,4 giây nữa. Đấy, robot kìa. Robot này, đẹp chưa? Sunflower. Đã có Sunflower đúng không? Questway, Radiant, Sunlight kìa. Sunlight, nước rửa chén Sunlight. Theo mình nghĩ là sẽ tiến công ở cửa giữa chăng?
defense. Defense, quân địch ở đâu? Kia 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 kia. Đặt xuống, đúng rồi. Chiến nào. Ok 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 ok. Tiêu diệt tiêu diệt tiêu diệt. Wow wow wow, nó quân ở đâu? Quân ở đâu? Còn khá nhiều quân mà, kia kia nó ở dưới. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái khỏe vậy ra. Xuống một mình nó quét sạch hết cái đống này rồi, mình cần gì đâu. Perfect. Heal luôn này, ông này hay quá. Có thể mình sẽ đánh cái ông tiến sĩ này. Con zombie chứ không phải ông tiến sĩ. AI kìa. Nổ, 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 nổ. Ok, ra sẽ có boss. Boss ở phía trước nhé anh em. Đặt cọc nào, tấn công. Nó phải boss không ta? Đúng là boss mà. Không cho nó lên, không cho nó lên. Phải bắn khá là cùi bắp. Thật sự là cùi bắp vồn thôi. Rồi 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 rồi. Hiu hiu hiu. Cái bắn rất là cùi, hình như cái anh cận chiến thôi. Nào, vào đây. Xuyên quá, xuyên quá, xịt, xuyên xịt. Nhơn này, xong phim. 50 XP. Perfect way. Chưa xong đâu. Bây giờ mới là boss way này. Theo mình nghĩ đây mới là boss way. Chúng ta có đặt những cái thủ, phòng thủ ở những cái đường này này. Khá là hay, mình sẽ đặt thật nhiều nhất có thể. Nó không mất đi đâu cả. Đúng rồi. Đặt đây đi. Hồi cái đặt. À mình nhận ra là có hai cái thôi. Đặt được có hai cái thôi. Nó không cần hồi. Way 5. Trung trung tung tung trung tung. Đúng rồi, con boss kìa anh em. Ok 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 ok. Đặt ở đây. Tiến lên nào. Sao nó khỏe thế ta? Sao nó khỏe ra? Đâu rồi? Robot đâu? Mình cần robot. Yểm trợ với robot. Con này khỏe quá. Đúng rồi. Hồi máu đi. Hồi máu cho thằng kia kìa. Thằng kia nó đang tăng cơ kìa. Tăng cơ chính hiệu kìa. Rồi 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 rồi. Xuyên. Xuyên quá. Hay hay hay. Nó bị đỡ rồi. Mình tấn công yếu quá. Mình tấn công có 2 thôi. Ném bom. Sắp tiêu rồi. Hay lắm. Bắn cái gì? Mày bắn cái gì? Xong phim. Yeah. Ok. Mấy con tắc kè hoa này. Còn một con nữa thôi. Một con thôi. Xong. Chưa xong, chưa xong. Đây ta. Hồi máu nữa chứ. Way complete rồi. Quá hay. Và chúng ta đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ bảo vệ cái này gọi là gì ta? Mình không hiểu nó là cái gì nữa. Nói xong chưa ông tiến sĩ? Hãy tôi về nhà nào. Ok, và mình đã sẽ về nhà rồi. Chúng ta sẽ... Jux. Cái gì đây ta? Ai nói chuyện với mình chăng? Return to sân sau. 7500 tiền coin của... Ok. Chúng ta sử dụng chung cái đồng tiền coin của zombie rồi. Chúng ta sẽ về nhà nào. Và mình sẽ hoàn thành xong hai nhiệm vụ. Mình nghĩ chúng ta sẽ đi mua một cái gì đấy. Không biết có đủ tiền không ta. Đây, mình sẽ về đây và mua này. Có thể mua được những cái gói pack. Nhưng mà mình không đủ tiền rồi. Thế mình nghĩ mình không đủ tiền. Mình chỉ có khoảng là 54.000 thôi. 54.000 mình để tiền mua những gói pack này. Những gói pack này thì nó sẽ có mini booster này. Có thể là ra được những con zombie plan heal này. Heal flower này. Không có mảnh ghép đâu. Rồi thôi kệ thôi. Cho để dành tiền nhé. Để dành tiền và mình sẽ đi thay đổi cái trang phục cho cái con này đã. Ten ten. Ok, mình sẽ thay đổi trang phục nào. Ở đây mình thay đổi trang phục. Custom. Chúng ta có thể vứt được cái mũ ra. Nhìn ngố vãi. Những cái này không được thay đổi này, không có. Không có mà thay ấy. Vũ khí được thay đổi này nhưng mà không có. Chúng ta không có cái gì cả. Ok.
Và mình sẽ kết thúc tập này tại đây nhé. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ video giúp mình. Cuối cùng thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Plan vs Zombie phiên bản 3D. Bye bye.